Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 426 Đi Hàng bạn. thứ ba Ủa, Trong tiên chú nói về phiền não Não tâm sở danh Tiểu phiền não Địa pháp duy nhất Tiểu phiền não có 10 loại Điều 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 vì sao gọi là tiểu tùy phiền não vì mười phiền não này mỗi loại khởi khác nhau phạm vi của nó không lớn không như trung tùy trung tùy bao gồm cả những điều bất thiện đều có đại tùy nhiễm hết tất cả và tâm nghĩa là tám thức năm mươi tâm sở chúng ta xem mười tiểu tùy trước đây là y theo thứ tự của pháp số thứ nhất là phẫn chúng ta thường nói phẫn nộ thứ hai là hận tánh nghiêm trọng của nó gần giống giới tướng thứ ba là não chúng ta thường nói hận một ai đó Não một người nào đó Có khi não và hận đi liền với nhau Có khi phẫn hận đi liền với nhau Phú Phú là che đậy Mình đã làm điều bất thiện Nhưng lại cố gắng che giấu Không để người khác biết được Gọi là phú Thứ năm là cuốn Cuốn là cuồng vọng Cũng có nghĩa là lừa gạt Thứ sáu là xỉn Chúng ta thông thường gọi là xu nịnh Thứ bảy là kiêu Kiêu mạng Thứ tám là hại hoặc là có ý Hoặc là vô ý Làm tổn hại người khác Thứ chín là tật đố Thứ mười là sang lận Mình có nhưng không đành lòng cho người khác Nó với tham thường nói liên kết với nhau Gọi là sang tham Tham là tham cầu không đạt được thì hy vọng đạt được Đạt được rồi thì không nở giúp người khác Những thứ này gọi là tiểu tùy phiền não Đừng tưởng rằng nó là tiểu tùy nên coi thường Thực ra chướng ngại của nó rất lớn Khi làm mạng chung nếu những phiền não này khởi hiện hành Thì niệm Phật cũng không thể vãng sanh Nên trong sinh hoạt hàng ngày Rất dễ đụng chạm những thứ này Tốt nhất Thì trong cuộc sống hàng ngày Phải cẩn thận chế phục nó Khi những phiền não này khởi lên Dùng một câu Phật hiệu để thay thế Như cổ nhân thường nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Giác ngộ phải nhanh Tịnh tông Giác ngộ chính là khởi câu Phật hiệu Đây là chánh giác của tịnh độ tông trên thực tế Đây là nói đến 26 tâm sở phiền não hiện tâm sở cũng như vậy Bất luận là ý niệm thiện hay là ác khởi lên Đều dùng câu Phật hiệu này để chế phục nó Đây là bình thường huấn luyện Ngàn ngữ có câu Luyện vinh ngàn ngày Dùng ở một lúc Bình thường nếu không luyện Thì khi lâm mạng chung không nắm chắc Có thiện hữu trợ niệm cũng không đáng tin cậy Thiện hữu trợ niệm thì người này bình thường cũng phải có công phu Thật sự chế phục được phiền não Như vậy mới quyết định được vãng sanh thật sự cầu sanh tịnh độ thì đối với điều này không thể không coi trọng không thể không lưu tâm lâm chung đi theo phiền não thì thật là phiền phức đó gọi là gì là tùy nghiệp lưu chuyển tự mình không làm chủ nên luân lạc trong lục đạo thiền niệm đó là thiện tâm sở khi lầm chung mà thiện tâm sở xuất hiện thì vào trong ba đường lành thiền não tâm sở khởi hiện hành chính là vào trong ba đường ác cho nên đây là việc rất phiền phức từ vô thị kiếp đến nay chúng ta ở trong lục đạo nên tập khí phiền não này thâm căn cố đế Cảnh giới bên ngoài Thường gọi là cảnh giới phong động Lấy cảnh giới ví như gió Tâm ví như nước Gió vừa động Nước liền bị thổi mà nổi gợn sóng Tâm sở bất thiện Gợn sóng này chính là 26 loại tâm sở phiền não À, chắc chắn cùng khởi lên với căn bản phiền não nên gọi nó là tùy phiền não nó tùy theo căn bản phiền não mà khởi tác dụng những điều này dùng thuật ngữ hiện nay để nói thì điều này thuộc hiện tượng tâm lý pháp tướng duy thức có thể nói là tâm lý học phật giáo nói rất thấu triệt và tường tận khoa tâm lý học trong trường đại học nghiên cứu không bằng những điều pháp tướng tông nói pháp tướng nói tỉ mỉ rõ ràng trung tùy phiền não có hai loại biến bất thiện cố tất cả bất thiện nhất định có nó thứ nhất gọi là vô tàm thứ hai là vô quý vô tàm vô quý ngạn ngữ thường nói người này không có lương tâm lương tâm đã tuyệt diệt vô tàn dùng cách nói thông thường của nhà phật là không biết sám hối Tạo ra mọi điều bất thiện Nhưng không có tâm sám hối Đây là thuộc về vô tàm Tục ngữ nói là không có lương tâm Có lương tâm họ sẽ biết sám hối tuy không chế không được tập khí phiền não nên làm sai nhưng sau khi làm sai họ hối hận đó chính là tàm quý là dư luận chỉ trích họ không chịu nổi trách cứ của người khác đây là vô quý người khác chỉ trích khi làm sai chúng ta thường nói là tàm quý tàm quý nói đơn giản chính là lương tâm vẫn còn chưa mất người này vẫn còn lương tâm vẫn còn cứu được chống quay đầu nếu lương tâm không có vô tàm vô quý như vậy thì rất có hồi đầu làm sai nhiều việc nhưng họ cho rằng là bình thường họ không cảm thấy họ sai nên hai loại này gọi là trung tùy đại tùy biến nhiễm tâm cố nhiễm là nhiễm ô tám tâm là a lại gia mạc na ý thức Nhãn nhĩ tỉ thiệt thân Gọi là bác thức Bác thức này còn gọi là tám tâm vương Bất cứ loại nào trong tám loại này Thì tám tâm đều bị nó nhiễm ô Cho nên gọi là đại tùy Loại thứ nhất là bất tính Bất tính tức là không tin thiện pháp họ tin ác không tin thiện cho rằng tự tư tự lợi là đúng tổn người lợi mình là đúng họ tin những điều này còn đối với luân lý đạo đức nhân quả hay giáo huấn của thánh hiền giáo huấn của phật bồ tát thì họ không tin thông thường chúng ta nói họ không có thiện căn tâm người vốn thiện Sao lại trở nên như vậy? Đến cả chính họ cũng không tin họ là người thiện Mà cho rằng thiện nhân là gạt người Từ đó cho thấy Điều này và giáo dục có sự liên quan rất lớn hiện nay không tin là thời này trong xã hội hiện nay có được mấy người tin phật tin thánh nhân người bên ngoài đều nói quý vị mê tín quý vị sao lại tin những điều này khi tôi mới học phật còn rất trẻ ở trong phòng làm việc xem kinh phật cấp trên và đồng sự thấy đều nói những thư này có thể xem nhưng tuyệt đối không được mê mê vào trong đó là sai không biết bao nhiêu người khuyên tôi sau đó tôi từ bỏ công việc để xuất gia không biết bao nhiêu người đều cảm thấy tiếc nói rằng quý vị xem người đó chỉ vào tôi mê quá như vậy không có ai nói đường tôi đi là chính xác đường tôi đi là đúng không có không có ai nói như vậy chỉ có một người là thầy phương đông mỹ sau khi tôi xuất gia mặc áo quần người xuất gia đến thăm thầy đến nhà thăm thầy vừa gặp mặt thầy nói anh làm thật à tôi nói phải chẳng phải thầy nói học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người à tôi có thể không làm chăng chỉ duy nhất mình thầy nói đúng anh đã làm đúng chỉ mình thầy nói Ngoài ra không ai biết Đến những năm về già Những người bạn của tôi đều về khư Khi gặp lại tôi Họ đều nói rằng đường thầy đi là đúng Quý vị xem Sau 30 năm Họ mới giác ngộ Nói rằng tôi đi con đường này là đúng Quý vị xem Họ năm 60 tuổi đã về khư Còn tôi 85 tuổi Vẫn chưa nghỉ hương ngành nghề này không có nghỉ hưu càng làm càng có sức trong nhà phật thường nói hòa thượng càng già càng có giá trị mọi người tôn trọng đích thực đây là một ngành nghề ngành nghề gì giáo dục xã hội nó thuộc về giáo dục Là thuộc ngành giáo dục của xã hội Khổng phu tử Cũng là 30 năm học nghiệp hành tựu 15 tuổi chuyên tâm vào việc học, 30 tuổi tự lập, 40 tuổi không còn mê hoặc, 50 tuổi nhận ra mệnh trời, 60 tuổi hoàn hảo về tri hành, 70 tuổi hoàn hảo về cách xử thế. Quý vị xem, cảnh giới của ông không ngừng nâng cao lên. thật sự ông đã lập chí lớn là vì nhân dân mà lập mệnh vì duy trì việc học của người xưa vì mở mang thái bình cho thiên hạ chu công là người trong lòng ông ngưỡng mộ nhất nên rất muốn học chu công ông chu du các nước Hy vọng có các vị vương hầu Mời ông giúp họ trị quốc bình thiên hạ Mười mấy năm không ai dùng ông Đây là nhân duyên Cũng là vận mệnh mà người Trung Quốc nói Khổng tử không có mạng làm quan Cầu quan cầu không được Đến năm 68 tuổi Lớn tuổi rồi Mà vẫn không có người tri ngộ Nên đã bỏ ý niệm này trở về quê dạy học bồi dưỡng nhân tài đời sau sáu mươi tám tuổi bắt đầu dạy học bảy mươi ba tuổi ra đi trên thực tế ông chỉ dạy học được năm năm dạy học 5 năm năm nhưng được hậu thế tôn xưng là Đại Thánh, Chí Thánh Tiên Sư Tôi nói phụ tử nó còn tại thế, nằm mơ cũng không ngờ đến Nếu nghĩ đến có thành tựu này Tôi tin rằng ông sẽ làm giống như Đức Thế Tôn 30 tuổi bắt đầu dạy học rồi Ông không ngờ Sự nghiệp giáo dục quá vĩ đại nếu ông ấy làm quan cao nhất chỉ làm đến như chu công ảnh hưởng không lớn phạm vi ảnh hưởng không lớn thời gian cũng rất ngắn đức thế tôn là người thông minh ngài xuất thân phương tử nếu không xuất gia thì trở về kế thừa phương vị nhưng ngài không làm như vậy ngài dùng thân phật xuất hiện ở thế gian để giáo hóa chúng sanh ở đây quý vị nhất định phải hiểu rõ phật, phật bồ tát là hán là danh sư học vị trong giáo dục Phật giáo. Học vị cao nhất gọi là Phật. Hai chữ Phật Đà dịch thành chữ Hán có nghĩa là giác giả. Là người đại triệt đại ngộ. Người Ấn Độ tôn xưng là Phật Đà, là người giác ngộ. Ngài không phải là thần, cũng không phải là tiên, mà Ngài là con người, đại triệt đại ngộ, nên tôn xưng Ngài là Phật Đà Bồ Tát Đại sư Huyền Giang dịch là giác hữu tình Ngài là hữu tình chúng sanh Nhưng họ đã giác ngộ Giác mà không mê Nên gọi là Bồ Tát Cũng có nghĩa là Chưa đến đại triệt đại ngộ Đến Đại Triệt Đại Ngộ thì gọi là Phật Bồ Tát đã giác ngộ Nhưng chưa đạt đến Đại Triệt Đại Ngộ Gọi là Bồ Tát Bồ Tát là vẫn còn đang học Chưa tốt nghiệp Như hiện nay học vị thạc sĩ ở trường của chúng ta vậy Lên nữa vẫn còn có học vị tiến sĩ Mà họ chưa học Hoặc là vẫn chưa tốt nghiệp A la hán là học vị thứ ba. A la hán dịch chữ Hán có nghĩa là vô học. Đã tốt nghiệp tiểu học. Tốt nghiệp tiểu học của nhà Phật. Học xong chương trình tiểu học là tiểu thừa. Tiểu thừa là tiểu học. Học xong chương trình tiểu thừa đã tốt nghiệp nên gọi là vô học. Nó là danh xưng của ba học vị cho nên a la hán bồ tát phật không phải là thần cũng không phải là tiên nhân thông thường trong xã hội hiện nay đều xem ngài như thần như vậy là sai đến ý nghĩa căn bản cũng không rõ ràng nếu hiểu sự thật sẽ biết phật giáo hoàn toàn là giáo dục Thông thường quý vị xưng với một người xuất gia là hòa thượng Sai Họ làm gì có tư cách để gọi là hòa thượng Hòa thượng trong một ngôi chùa Một đạo trang Chỉ có một người được xưng là hòa thượng Ngoài ra không thể gọi là hòa thượng Hòa thượng là tiếng Ấn Độ Dịch thành chữ Hán nghĩa là thân giáo sư Ngang bằng với hiệu trưởng của trường đại học hiện nay Hiệu trưởng gọi là hòa thượng Còn một người có thể gọi là hòa thượng Trong trường đại học gọi là giáo thọ chỉ đạo Ông ta là hòa thượng của quý vị Không trực tiếp dạy quý vị thì không thể tôn xưng như vậy nên hiện nay đối với danh tự và danh nghĩa xưng hô đều không biết thông thường đối với người xuất gia gọi là pháp sư như vậy là đúng như thế là rất tôn trọng rất khách khí như chúng ta thì thường gọi là giáo thọ Họ là giáo thọ trong trường này Giáo thọ không nhất định phải là người dạy ta môn học Trong trường giáo thọ rất nhiều Nếu xưng là a lê thì lại khác a lê cũng là giáo thọ Nhưng Người này từng dạy tôi Tôi đã từng học với ông ấy Nên gọi là a lê Không dạy tôi Như vậy thì gọi là Pháp Sư hòa thượng là tôn kính nhất là thân giáo sư những điều này chúng ta đều phải hiểu hiểu rồi thì ta sẽ biết được rõ sự việc như vậy học tập không phạm sai lầm phải thật sự hiểu rõ ràng minh bạch cổ nhân quá tuyệt người xưa dạy từ nhỏ họ ghi nhớ từng giờ từng phút tôn sư trọng đạo hiếu dưỡng phụ mẫu đối với cha mẹ không thể không tin Đối với thầy giáo Không thể không tin Không tin thầy thì không học được điều gì Không tin cha mẹ Thì giáo dục cấm rễ của quý vị Nhất định chưa chắc chắn Biết hiếu thảo cha mẹ Hoàn toàn thuận tùng cha mẹ Như vậy là do học cắm rễ chặt chẽ Nhưng giáo dục thời hiện đại Đã lãng quên giáo dục truyền thống hai trăm năm rồi một trăm năm sau cuối đời nhà thanh từ thi thái hậu chấp chánh thì đối với truyền thống giáo dục không còn tôn trọng đối với phật giáo cũng không tôn trọng Quý vị xem Từ khi Thái Hậu Tự xưng là Lão Phật Gia Đây chính là không tôn trọng Phật Lão Phật Gia này Đỡ hơn bất cứ vị Phật nào Điều này đã là một tấm gương không tốt Khiến cho xã hội hoài nghi đối với Phật giáo nói cách khác phá hoại phật giáo bà ta là người khởi đầu các triều đại đế vương không ai không tôn kính phật giáo một số các vị cao tăng trong phật giáo đều được phong làm quốc sư đối với các bậc cổ đức này tuy là đế vương nhưng cũng tự xưng đệ tử chỉ có từ khi đi lên đầu phật xưng là lão phật gia tội này quá sâu nặng khởi đầu này thật là không tốt không biết ai thay bà ta đưa ra chủ ý này bà ta đã làm theo tuy không tôn trọng nhưng không phá hoại nó không diện phật pháp chỉ là không tôn trọng sau khi nhà thanh mất nước đến năm dân quốc chính sách nhà nước đối với tôn giáo không ủng hộ cũng không phản đối họ đã lập ra chính sách như vậy để chúng ta tự sanh tự diệt quốc gia không còn hộ trì trụ chống đỡ của phật giáo không còn thói hư tật xấu bắt đầu nảy sinh và việc dạy học cũng mất đi cuốn đời nhà thanh pháp sư giảng kinh thuyết pháp còn có vài người đến năm dân quốc càng ít hơn kháng chiến về sau hầu như không còn nữa đã từ bỏ kinh giáo nói cách khác phật giáo đã tự giáo dục biến chất thành tôn giáo hiện nay nói phật giáo là tôn giáo chúng ta không thể không thừa nhận nhưng nó đích xác là tôn giáo người học phật chúng ta không thể không biết trong xã hội hiện nay phật giáo có sáu hình thức bất đồng sinh tồn trong xã hội này thứ nhất là truyền thống phật giáo của đức thế tôn đó là dạy học một đời chúng tôi đi con đường này đây là con đường chương gia đại sư chỉ định. Tôi nghe lời và y giáo phụng hành. Cũng chính vì như vậy, tôi đối với nó rất có hứng thú và nắm vững không buông. Nếu làm việc Phật sự tụng kinh bái sám, tôi đã không làm từ lâu. Có thể đã hoàn tục Vì đó không phải là lý tưởng học tập của tôi Không phải Mới đầu học với thầy Phương Đông Mỹ Khoảng 3 năm chịu ảnh hưởng của thầy rất lớn Hoàn toàn xem vật giáo như triết học về sau dần dần phát hiện, hiện nó vượt thật. trên cả triết học à, những năm về già thầy càng ừ. học càng thâm nhập à, của khi tôi hành. theo thầy học thầy mới hơn sư. 40 tuổi à, là... tấm hình ở đây là, là chụp khi tôi học với thầy. thầy thầy nói với tôi trong kinh phật có một phần là cao đẳng triết học một phần là mê tín khi thầy dạy tôi đã dạy như thế bộ phận nào là triết học Tánh tông là triết học Tướng tông là triết học Hai tông tánh tướng Thiền tông là triết học Ngoài ra Thầy đều để vậy Không quan tâm đến Chuyên tìm những kinh điển Của các tông như Thiền thai, hoang nghiêm, pháp tướng duy thức Thiền tông Thầy xem sách của những tông phái này nên thầy có sự lựa chọn đến những năm về già mới hoàn toàn tiếp nhận ban đầu cho rằng là triết học đây là cửa lớn của phật pháp trong đó có sự nguy nga tráng lệ nên không bước vào trong về sau khi đã vào rồi thấy trong đó không phải là mê tín mà là Phật Pháp thù thắng Là việc dạy học thù thắng Khi chúng tôi mới học Không có hứng thú với tịnh Độ Tông cho rằng đây là mê tín, cho rằng pháp môn này của Phật giáo chỉ dành cho những bà già, vì trong đó không có đạo lý gì. Không ngờ chư vị cổ đức thời tùy đường à, Những tháng, người thật sự có tháng, học vấn Đã tu theo pháp môn này Đây không phải là giả Hoa nghiêm, pháp hoa Tất cả đều dẫn trở về cực lạc Xem đến đây chúng tôi cảm thấy thật kinh ngạc Đích thực Pháp tướng Hoa Nghiêm Pháp Hoa Có giá trị rất cao trong triết học kinh điển Nhưng rốt cuộc đều quy về tịnh độ Đây là đạo lý gì? Điều này chúng ta cần phải nỗ lực kiên cứu Và cuối cùng kết luận Tịnh độ là nơi trở về của Đại Thừa Tịnh độ là thành tựu cứu cánh viên mãn của Đại Thừa Làm thế nào để thành tựu hoa nghiêm Niệm Phật có thể thành tựu Có thể nhập cảnh giới hoa nghiêm Nếu không thật tu Thì những thứ ta học được chỉ là tri thức Triết học, khoa học là tri thức Nên không nhập vào được cảnh giới hoa nghiêm Nhập cảnh giới của nó Hoàng nghiên, tu pháp giới quán Mấy ai có thể tu thành Pháp hòa tu ma ha chỉ quán Điều đó không dễ Rất khó Nên trên thế giới này Có rất nhiều trường đại học Có những môn học này Tôi có nhân duyên đi tham quan trường Hán học Âu Châu Ở Luân Đôn nước Anh Tôi thấy Đại học Ngương Lực Đại học Kiến Kiều Đại học Luân Đôn Phỏng vấn khoa Hán học Và giao lưu với các vị giáo thọ Thấy được điểm tương đồng giống ba năm lúc tôi mới học với thầy phương đều xem triết học trong kinh phật như tri thức để nghiên cứu họ đi con đường này nhưng thật sự phật học không phải là tri thức nó là trí tuệ nó là thực tiễn Từ nhận thức cho đến thực hành Họ có thể đem những điều học được Hoàn toàn ứng dụng trong cuộc sống Như công tác xử sự, sự Đối nhân, tiếp vật Phật, Phật Pháp đều biểu hiện ở đây Là thực học Không phải huyền học Không phải nói không thật sự được lợi ích chúng ta càng học càng thâm nhập hai ba mươi năm sau mới phát hiện học phật đích thực như thầy phương nói thật sự là học vấn vĩ đại nhất trên thế giới Mà còn là học vấn thực dụng nhất Chẳng trách Tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 Chỉ có học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa Phật Pháp Đại Thừa cũng ở Trung Quốc Nhưng ở Ấn Độ thì không còn nữa Tiến sĩ Thang Ân Tỷ Tu học uyên bác thâm nhập Chúng ta chẳng thể không khâm phục Lời này không dễ nói ra được Khi tôi phỏng vấn ở nước Anh Tôi đem lời nói của ông Nói lại một lần với học sinh của lớp Hán học tất cả các bạn đọc học này bao gồm cháu thọ của họ tôi nói lời tiến sĩ thang ân tỷ nói quý vị có thể tin được chăng là người nước anh nói đấy không ai trả lời tôi mọi người chỉ nhìn tôi cười Trái lại tôi nói Chẳng lẽ thằng ân tỷ đã nói sai sao Quý vị có cho rằng ông ta nói sai chăng Cũng không ai trả lời Sau cùng tôi giải thích với mọi người Tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói không sai rất có thể chúng ta đọc và hiểu sai vì sao vậy vì những thứ mà quý vị hiện đang nghiên cứu toàn là văn hóa truyền thống xưa kinh điển nho giáo kinh điển đạo giáo và kinh điển phật giáo có một bạn học nói với tôi rằng anh ta viết luận văn tiến sĩ về kinh vô lượng thọ lúc đó tôi hỏi anh ta kinh vô lượng thọ có chín loại bản dịch khác nhau anh dùng bản nào anh ta dùng bản hội tập của hạ liên cư tôi nói anh chọn đúng còn một người thì dùng học thuyết mạnh tử viết luận văn thêm bạn học khác nói với tôi anh ta dùng Vương duy nhà văn học thời nhà đường thật khiếm có người nước ngoài nói lưu loát tiếng bắc kinh có thể xem thể văn cổ và đọc sách cổ của trung quốc chẳng thể không khâm phục thời gian giao lưu với họ chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian không dài tôi phải nắm chắc thời gian nói với họ hiện nay chúng ta tu học vấn đề xảy ra ở đâu một mặt là thái độ một mặt là phương pháp thái độ rất quan trọng phải tôn sư trọng đạo tôn sư là tôn trọng học thuật của quý vị nếu không tôn trọng môn học này thì học nó làm gì đây là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai là phương pháp phương pháp trong tam tự kinh nói giáo chi đạo quý dĩ chuyên dạy và học đều quý ở chỗ chuyên cần hiện nay nhà trường sắp xếp bài học giáo trình đều là xen kẽ sáng một vị thầy dạy chiều đổi một vị thầy khác dạy môn khác cho nên tinh thần và ý chí học tập không thể tập trung vì cùng một lúc học quá nhiều thứ học quá tạp loạn như vậy tâm công chuyên thì không thể thâm nhập được vì thế những thứ ta học được đều sơ sài người xưa không dùng phương pháp này họ chỉ dùng một bộ sách chưa nghiên cứu hoàn tất bộ sách này thì không học bộ sách khác tinh lực của họ dùng ở một điểm đi sâu vào một chuyên môn họ có thể được định có thể khai ngộ học tập như chúng ta ngày nay tuy rất nỗ lực nhưng không đạt được tam muội không khai ngộ được cho nên học chỉ là tri thức không phải trí huệ ở phương đông như ấn độ và trung quốc người xưa học tập quan trọng nhất chính là khai trí huệ vì thế chương trình học tập là thâm nhập một môn đó là phương pháp đó chính là giới luật quý vị tuân thủ phương pháp này do giới sanh định nhờ định phát tuệ đây mới là mục đích chính trí huệ khai chẳng những quán thông những điều mình học mà đến những điều chưa học vừa nhìn cũng đã thông suốt đây chính là thông một kinh thì tất cả các kinh đều thông không thể thông hết Thì ít nhất cũng hiểu thấu những thứ như ta đã học Như vậy khi học không cảm thấy khó khăn Sau khi họ nghe tôi diễn giảng Tôi tin rằng rất có lợi ích chỉ ra quan niệm và phương pháp học tập cho họ mục đích học tập của chúng ta không phải là tri thức mà là trí huệ trí huệ có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không có thói hư tật xấu tri thức nó có giới hạn có thể giải quyết vấn đề nhưng rất giới hạn không rộng rãi không viên mãn mà còn có di chứng về sau nên phương pháp của cổ nhân rất hay người bây giờ không biết không nhận thức các bậc cao tăng thạc đức đều đã ra đi không còn người giảng dạy càng không có ai có thể đem những điển tịch trong kinh điển này làm gương cho chúng ta thấy Về hàng hậu học, chúng ta tin rằng sẽ có người Những người này là chư Phật Bồ Tát tái sanh là Đại Thánh Đại Hiền theo nguyện lực mà tái sanh Chúng ta chỉ cần Lấy đạo của truyền thống văn hóa Đốt lên không bao giờ tắt Và truyền mãi đến đời sau Tương lai Nhất định có ngày rạng rỡ có thể giúp xã hội trở về sự an định hồi phục hòa bình hồi phục cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc mỹ mãn giúp địa cầu hóa giải thiên tai điều này không phải là giả Chúng ta tu học có liên quan gì với thiên tai trên địa cầu? Thật sự có liên quan Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất thống triệt Thật là cảnh tùy tâm chuyển Hiệu quả đầu tiên đạt được chính là thân và tâm chúng ta quả nhiên có thể đem phật pháp đại thừa thực hành trên thân tâm khiến thân thể mạnh khỏe trường thọ không để già yếu đầu óc sáng suốt không chút mê hoặc Có thể nhìn mọi vấn đề một cách thấu triệt Nguyên nhân và hậu quả của các vấn đề này đều thấu suốt Đây chính là điều Thang Ân Tỷ nói Học thuyết khổng mạnh và phật pháp đại thừa có thể giải quyết vấn đề chúng ta học học dĩ trí dụng thực ra tôi nói đối với phật pháp sanh niềm hứng thú là do tin tưởng vào câu nói của thầy phương Tôi đã thực hiện câu nói của Thầy Thầy rất hoan hỷ Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người Hưởng thụ tối cao nhất Không phải là địa vị Không phải làm quan lớn Không phải phát tài nhiều Vậy là gì? Là an vui Nhân sinh an lạc Đây là hưởng thụ cao nhất làm bạn với các bậc thánh hiền xưa triển khai tứ khố toàn thư là làm bạn với các bậc thánh hiền triển khai đại tạng kinh thì là làm bạn với chư phật bồ tát chúng ta dùng tâm khiêm tốn để theo chư phật bồ tát theo các bậc thánh hiền, an vui biết bao. Niềm an vui này chúng ta tìm không có, không phải dùng tiền có thể mua được, không phải quang cao tước dày có thể gặp được. An vui vô cùng. Suốt đời vì điều này mà thấy an vui Không cảm thấy mệt nhọc Lòng tin này càng học càng kiên định Nguyện lực càng học càng kiên cố Học mấy mươi năm biết rằng mình sinh ra từ đâu thân thể này sau khi chết đi về đâu không có chút vướng bận nào nhân sinh làm gì có được niềm an vui này phật pháp dùng sáu chữ để tổng kết toàn thể vũ trụ tánh và tướng Tành là thể Tướng là hiện tượng Lý và sự Thấu hiểu môn sự môn pháp Thấu hiểu tướng Cũng thấu hiểu đạo lý Trong này nhân quả rất phức tạp Nhưng đều biết hết Đều hiểu hết Trọng thiện nhân được thiện quả Chẳng những chúng ta không làm điều bất thiện Mà đến ý niệm bất thiện cũng không có Tâm địa thanh lương tự tại Lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Chỉ sanh trí huệ không sanh phiền não đây chính là những điều thầy phương nói hưởng thụ cao nhất của đời người cho nên không tin thì không còn cách nào khác đó thật gọi là đại phiền não chứ không phải tiểu phiền não trí huệ phương pháp kinh nghiệm mấy ngàn năm của thánh hiền đều tổng kết ở trong điển tịch này nếu tin tưởng học tập không phải tất cả đều trở thành của chính mình sao không tin không cần nó thì thật là kiến văn hẹp hòi Những điều biết được quá ít Không có kinh nghiệm Chỉ toàn dựa vào kinh nghiệm nhân sinh của mình Thì sống 60 năm chỉ có 60 năm kinh nghiệm Còn sống 80 năm thì chỉ có 80 năm kinh nghiệm Cổ nhân đọc những cuốn sách thánh hiền này Là kinh nghiệm mấy ngàn năm Chúng ta làm sao có thể sánh được Kinh Phật Bao trùm biến pháp giới hư không giới Không phải cục bộ Hạn chế của các giới khoa học Thực tế nói Hiện nay xem ra có thể nói rằng Nó giới hạn trong một đại thiên thế giới Bên ngoài Đại Thiên Thế Giới họ không tìm thấy Như vậy cũng rất tuyệt rồi Chỉ sợ là chưa đến một Đại Thiên Thế Giới Vì sao vậy? Một Đại Thiên Thế Giới là 10 ức hệ ngân hà Khoa học hiện nay đến một hệ ngân hà vẫn chưa thấu triệt Hú gì là 10 ức hệ ngân hà? Đây là đơn vị nhỏ nhất trong Phật giáo Đến thế giới hoa tạng Như vậy thì bao nhiêu hệ ngân hà Vô lượng vô biên Vô số vô tận Quý vị nói lãnh vực mà học được lớn lao Bao hàm tất cả Dùng chứa tất cả những thứ trong đại thiên thế giới Trong kinh Phật thường dùng không thể nghĩ bàn để hình dung Cho nên lòng tin là mẹ công đức của nguồn gốc chánh đạo Trưởng dưỡng tất cả thiện căn Không tin không được Không tin thì điều gì cũng không học được Nếu tin vào tự tư tự lợi Tin vào danh văn lợi dưỡng Tin vào những điều này Tin thất tình ngũ dục Như vậy là hoàn toàn đang tạo nghiệp Tin cạnh tranh Không tin khiêm nhường Đức Phật dạy chúng ta Nhận nhường thì nhất định không có tranh giành nên học Phật nghĩa là phải học nhường Nhường có chịu thiệt chăng? Không Càng nhường càng nhiều Càng xả thì càng nhiều 60 năm kinh nghiệm của tôi rất phong phú Quý vị cần tôi cho quý vị hết Nhưng khoảng 1-2 năm sau Những thứ tôi được còn nhiều hơn những điều tôi đã xả bỏ trong kinh điển nói không sai chút nào Khổ cải càng bố thí càng nhiều Phương pháp tu học Tôi giới thiệu cho mọi người Đây là pháp bố thí Pháp bố thí làm tăng trưởng thông minh trí huệ Mỗi năm cảnh giới không giống nhau Tôi nghe nói nhiều người có lưu giữ các ban đĩa thu âm Ghi âm bài giảng của tôi Quý vị xem tôi giảng 10 năm trước 20 năm trước và hiện nay khác nhau rất nhiều hai mươi năm trước tôi giảng kinh vô lượng thọ bắt đầu giảng từ đầu hết bao nhiêu thời gian hơn một trăm tiếng bây giờ quý vị xem hai ba mươi năm sau lần này tôi giảng kinh vô lượng thọ Thời gian gấp 10 lần Ít nhất là 1.200 tiếng Như vậy thì làm sao giống nhau được? Trí huệ Kiến giải Mỗi năm không tương đồng vì thế mà rất an vui Vô uy bố thí đạt được sức khỏe trường thọ Giảng kinh dạy học Ba loại bố thí này Có thể hoàn thành cùng một lúc Nên hiện nay chúng ta thật sự lãnh hội được Trong thế gian người thật sự thông minh họ chọn ngành nghề ngành nghề tốt nhất chính là dạy học làm giáo viên là tốt nhất tôi không thích làm hiệu trưởng làm hiệu trưởng phải lo lắng có nghiệp vụ hành chánh làm giáo viên được tự tại Lường mỏng tuy không cao Nhưng cuộc sống cũng tạm được Cuộc sống càng đơn giản Thì đối với thân tâm mình càng mạnh khỏe Cuộc đời Đức Thế Tôn Ngày ăn một bữa Nhưng vẫn trường thọ mạnh khỏe hiện nay tôi không ăn tối cơm sáng và dạ trưa đều ăn rất ít cũng không ăn vặt hàng ngày không có điều gì lo lắng mỗi ngày đọc kinh đọc sách để dành 4 tiếng để chia sẻ cùng mọi người Mỗi ngày đọc sách khoảng 4 tiếng Thêm 4 tiếng chia sẻ An vui biết bao Các bạn đồng tu ở các nơi đến tham vấn Như trong luận ngữ nói Có bằng hữu ở phương xa đến Như vậy mà không vui sao? học mà được thực hành thì có gì vui hơn nữa cuộc sống của tôi chính là học mà được thực hành nên không có gì vui hơn việc này đây là cuộc sống của thần tiên mọi người thường tiếp xúc tôi đều rất hâm mộ cho nên tôi vô cùng cảm, cảm ơn thầy nếu không, không phải thầy, thầy dạy tôi không phải thầy, thầy chỉ điểm, điểm con đường, điểm điểm đường này đảo ngành đảo nghề này thì tôi không sao có được cuộc đảo sống đảo hạnh phúc mỹ mãn như thế không đạt được à, hiện chọn hiện ngành nghề này là chuyên gia đại sư chọn cho tôi Lúc đó tôi sống một mình ở Đài Loan Không có gì lo lắng về sau Có thể buông bỏ vạn duyên Chuyên tâm học kinh giáo Cuộc sống khổ cực Có thể bồi dưỡng nền đạo tâm Đạo tâm kiên cố Đối với thế xuất thế gian Không có chút ý niệm tham luyến nào Vì sao vậy? Nên biết phàm sở khẩu tướng Giai thị hư vọng Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh Thiên tài đối với tôi không hề ảnh hưởng Nhưng ảnh hưởng đến những người khác Hóa giải thiên tai Chỉ có niệm Phật Tu các pháp môn khác Sẽ không kịp Cần phải có thời gian Pháp môn niệm Phật Vô cùng thù thắng nên đặc biệt chọn ra bộ kinh này để chia sẻ với mọi người Giúp mọi người phá mê khai ngộ Đoạn mê sanh tính Quý vị thật tin Thật phát nguyện Thì vấn đề của quý vị đều được giải quyết Giải quyết một cách thù thắng là đến thế giới cực lạc làm phật đến thế giới cực lạc là thật không phải giả đến đó mỗi ngày cùng ở với các vị đẳng giác bồ tát không như chúng ta hiện nay đọc kinh điển chúng ta ở cùng với họ là trong kinh điển còn đến thế giới cực lạc không phải kinh phật chúng ta cùng ở là người thật Chư Đại Bồ Tát ngày ngày ở cùng với họ Quý vị nghĩ xem tự tại biết bao Hoàng hỷ biết bao Trong kinh này Đức Thế Tôn giới thiệu rất tương tận Đây là hướng dẫn quảng cáo thế giới Tây Phương cực lạc chúng ta xem tiếp ở dưới thứ hai là giải đãi đây cũng là điều rất phiền phức biết bao nhiêu người học tập nhưng không thể thành tựu đều do giải đãi cho nên trong chùa thời xưa hiện nay không có thời xưa mọi người cùng nhau học tập đều theo chúng nương chúng không thể biến nhát thời khóa có quy định ba giờ sáng mọi người cùng thức dậy ba giờ sáng thức dậy là tiêu chuẩn thông thường ngày xưa khi tôi từ bỏ công việc vẫn chưa xuất gia ở nhà tranh với sám vân pháp sư nhà tranh không có đèn điện điện nước đều không có nhà ở trên núi Buổi tối thắp đèn dầu thắp đèn dầu như thời kỳ kháng chiến vậy dùng đèn cỏ và tim đèn một sợi tim đèn ánh sáng đó giống như hạt đậu vậy ánh sáng rất nhỏ, nói cách khác trong phòng ánh sáng đó chỉ soi đủ để thấy vách tường. Buổi tối mấy giờ đi ngủ? Tám giờ đi ngủ. Nhưng hai giờ sáng để thức dậy rồi. thức dậy trong phật đường nhỏ chỉ có hai cây đèn sáp. Công phu khuya Quy định lại Phật 300 lại Rất tốt Thể dục đấy Tôi ở trên núi như vậy hơn 5 tháng Lại mười mấy vạn lại Một ngày 800 lại Sáng sớm 300 lại buổi trưa ăn cơm trưa xong đi kinh hành sau đó lại phật hai trăm lạy buổi tối ba trăm lạy bài tập mỗi ngày là lại phật tám trăm lạy thời gian mọi người cùng nhau tụng niệm không nhiều suốt ngày nhiều nhất chỉ hơn một tiếng đồng hồ là thời khóa đơn giản vào buổi tối lại phật thì mỗi người tự lại riêng không yêu cầu mọi người tập trung vì tình trạng sức khỏe của mỗi người không giống nhau có người lại nhanh có người lại chậm ngoài công việc này ra tôi ở trong nhà tranh còn chăm sóc sinh hoạt cho năm người Ba người xuất gia Chu Kính Cư Sĩ và thêm tôi nữa là năm Chúng tôi năm người ở nhà tranh Lúc đó tôi nhỏ nhất 30 tuổi Nên việc trong nhà bếp và dọn dẹp toàn bộ trong ngoài nhà tranh Đều là tôi làm Tôi còn trồng rau Vì nấu bếp lò Không cần chặt củi Muốn đi lượm củi đố Thì trên núi cành cây rớt xuống rất nhiều Trên núi này có dòng suối Cánh nước rất khổ Chúng tôi nghĩ cách chặt cây tre sau đó đục thủng mắt tre Rồi ống này nối ống kia Làm giống như nước máy vậy Nó đã chảy xuống rất tốt Dùng nước rất dễ dàng Một ống nước như vậy Tre nối thành ống nước Thường bị thú rừng phá hư Chúng nhảy qua nhảy lại Đã làm gãy ống nước nên một hai ngày phải lên núi kiểm tra rồi nối lại trên núi có thú rừng trong đời tôi khi chưa xuất gia đã sống nửa năm đời sống của người xuất gia rất có ích Cuộc sống chân thật, đơn giản Trên núi thanh tịnh không có âm thanh Người xung quanh Cách người trong thôn ít nhất là ba dặm đường Nên không nghe được âm thanh Thật sự gọi là thanh tu Nửa năm sau Sám vân Pháp Sư khuyến kích tôi học giảng Thầy nói tôi rất thích hợp dạy học Nên đến Đài Trung Thân cận Thầy Lý Thầy Lý vừa mới mở lớp bồi dưỡng nhân tài giảng kinh là lớp học Kinh Liên Xã ở Đài Trung Lớp này hơn 20 người Tôi đến Đài Trung tham dự lớp này Và như vậy tôi đã đi vào con đường học Kinh Giáo Tham dự lớp này là đề nghị của Sám Vân Pháp Sư Trên thực tế Thầy Lý là người khuyến khích tôi nhiều nhất Muốn học nhưng không dám học những điều này quá khó những thứ này làm sao chúng tôi có thể học được thầy đã dùng phương tiện thiện xảo nói với tôi khi lớp vào học anh nên đến đó xem thử tôi nói được đi tham quan và ngồi hàng sau cùng khi nghe xong tiết học này Tôi nói với thầy Được Tôi có thể tham dự lớp này Thì ra lớp này khoảng 2 phần 3 học sinh Trình độ quốc văn không như tôi Lòng tin tôi đã khởi lên đầy đủ Lớp học này của Thầy Đã mở hai năm Huấn luyện khoảng 20 người có thể giảng kinh Liên xã Đại Trung ở Bắc Bộ Đài Bắc Có hai mươi mấy cơ cấu chi nhánh Họ có lớp niệm Phật Học sinh chúng tôi luôn lưu đến các cơ cấu đó để giảng kinh Một tháng một lần Nhiều năm như vậy không ngừng Việc này phải luyện tập Giảng kinh không thể gián đoạn Tốt nhất là mỗi ngày đều giảng Như vậy sẽ không giải đãi Ngày ngày giảng mỗi ngày đều có thính chúng Nếu không siêng năng chuẩn bị Dự bị bài giảng Thì lên bục giảng không giảng được Thính chúng đốc thúc chúng ta Nhất định phải nỗ lực chuẩn bị Mới đầu học giảng kinh Thì giảng một tiếng Đại khái là dùng kinh nghiệm của mình Cần dùng 40 tiếng đồng hồ để chuẩn bị nhưng lên bục giảng chỉ giảng được một tiếng tôi tiến bộ rất nhanh một năm sau tôi lên bục giảng giảng khoảng hai tiếng thì có khoảng ba tiếng chuẩn bị là đủ giảng năm sáu năm sau một ngày chuẩn bị tám tiếng là có thể giảng đến một tuần ngày càng nhẹ nhàng thoải mái thì dễ dàng giải đãi như vậy phải làm sao giảng đại kinh giảng sâu hơn vì thế phải cần thời gian dài hơn để chuẩn bị hiện nay tôi giảng kinh mỗi ngày tôi đọc bốn tiếng nhưng những thứ tôi đọc trong bốn tiếng đó có thể giảng một tuần một ngày bốn tiếng đã có hiệu quả tốt như vậy phải có thời gian tiếp khách kinh nhất định không thể gián đoạn ngày ngày cần phải học ngày ngày cần đọc tập thành thói quen thì học không, không chán Dạy không mệt Điều này khổng lão phu tử đã nói như thế Người làm công tác giáo dục Phải thực hiện được hai câu này Niềm vui ở trong đó Thật an vui Khi còn trẻ, đích thực Thể lực tốt, tinh thần tốt có khi đọc kinh đọc đến trời sáng mà không hề biết thời gian sao lại qua nhanh như vậy mới một chút đã sáng rồi như việc này vậy trong một tháng ít nhất có hai ba lần quên đi không biết mệt mỏi nói về giải đải, phương pháp đối trị của tôi là lên bụng giảng kinh. bắt buộc chúng ta không thể không làm. không dùng phương pháp này thì rất khó. tôi không nghĩ ra phương pháp thứ hai. đối lập với giải đải chính là tinh tấn. chúng ta tinh tấn thì không dám bàn. Nhưng trị lành giải đãi Là dùng phương pháp này Bên dưới phóng vật Ở trước chúng ta cũng có nói đến Thứ 16 là hôn trầm Hôn trầm là không nhất nổi tinh thần Ngủ gục Nghe kinh là ngủ gục Khi niệm Phật Thậm chí là nhiễu Phật Họ cũng đều ngủ gục như vậy thì thật có bản lĩnh họ có thể vừa đi vừa ngủ đứng ngủ đã khó đằng này họ đi mà cũng ngủ hiện tượng này rất nhiều thường nhìn thấy phương pháp tốt nhất để đối trị hôn trầm là để họ hoạt động phương pháp tốt nhất khi hoạt động là để họ lạy phật Khi lại Phật trong miệng niệm Phật Đừng phát ra âm thanh Phát ra âm thanh là tổn thương âm khí Không phát âm thanh nên thường gọi là kim ca trì Lại Phật miệng động nhưng không phát ra âm thanh Sáng trừ nghiệp chướng cũng được Phật lực gia trì Bên dưới trạo cử Trạo cử là thân tâm không an định vọng niệm quá nhiều bình thường tự mình không biết không ngồi thiền thì hình như không sao nhưng vừa ngồi thiền thì vọng niệm lại quá nhiều không thể chế phục được tình trạng này là không phải bình thường không có vọng niệm bình thường có vọng niệm nhưng bị lơ là nên không phát hiện bây giờ tĩnh tâm lại mới thấy rõ để quý vị ở đây nghe kinh tĩnh tâm phát hiện vọng niệm quá nhiều giờ chỉ tĩnh niệm phật trong niệm phật đường ngồi xuống lúc này mới phát hiện đây đều là phiền não vì sao vậy vì nó chướng ngại sự nỗ lực và chướng ngại ta tu định đương nhiên cũng chướng ngại ta khai ngộ bên dưới là thất niệm thất niệm là gì là quên mất chúng ta phát tâm ở trong đó niệm phật niệm một cây hương trong đạo tràng hương dài thì một tiếng ba mươi phút hương ngắn thì một tiếng nhưng dùng hương dài đa phần thời gian đều là một tiếng rưỡi Niệm khoảng mười mấy phút Thì quên mất Đã nghĩ đến những chuyện khác Không biết đến khi nào mới đột nhiên nhớ lại Thời gian thất niệm dài Số lần thất niệm nhiều Như vậy công phu không đắc lực Vọng tưởng nghiêm trọng xen lẫn vào trong muốn tu cũng không tu được tình trạng này lúc tôi trẻ cũng có thường có dùng phương pháp gì để đối trị dùng phương pháp giống như phương pháp đối trị giải đãi nên tôi nghiên cứu kinh giáo không bị thất niệm Niệm Phật trì chú không bị thất niệm Nghiên cứu kinh giáo Tinh thần chú ý đến từng hàng từng chữ Như vậy sẽ không thất niệm Phương pháp này rất hay Dùng phương pháp này Mấy tiếng qua đi Như một sát na vậy Qua đi rất nhanh Thường làm điều này Có khi đến trời sáng Nhưng tinh thần tốt Công việc ngày mai vẫn không chậm trễ Thứ 19 là bất chánh tri Bất chánh tri là tà kiến Trong đó có những điều gì? Phần nhiều là thành kiến Tự cho là đúng Điều này rất phiền phức phạm vô tri kiến hoàn toàn trái với tánh đức có một phương pháp hay để đối trị bất chánh kiến đó là nghe kinh đọc kinh nghiên cứu chú sớ của các bậc cổ đức từ đây mà có chánh tri chánh kiến học tập không có người chỉ đạo thật sự rất khó khăn chúng ta không biết bắt đầu học từ đâu đặc biệt cái gì cũng muốn đọc là hỏng vì sao vậy? Vì tuy rằng quý vị không phải bất chánh tri Nhưng vì biết quá tạp Quá nhiều Điều này nó cũng làm phá hoại chánh tri kiến của chúng ta Không sai, đều là kinh điển Đều là chú sớ của các bậc cổ đức Nhưng cần nên biết Đức Phật thuyết Pháp Mỗi đối tượng không giống nhau Chúng ta biết được nhiều Nhưng độ không được chính mình Không giúp được người khác vì chúng ta không đạt được tam muội không thể khai ngộ lúc nãy nói không có khai ngộ thì những thứ đạt được chỉ là tri thức tri thức của kinh luận chứ không phải trí huệ trong kinh luận điều này sai biệt rất lớn Trí huệ của kinh luận là chánh tri, chánh kiến Tri thức thì không phải Tri thức quý vị sẽ dùng sai Trí huệ sẽ không dùng sai Khi trí thức dùng sai Thì hậu di chứng phiền phức không sao nói hết Không phải tự tư tự lợi Thì mình và người đều bất lợi đây là điều không phải dễ thiện tri thức sẽ chỉ cho ta con đường chánh đáng không phải thiện tri thức thì dù có cầu họ có thể họ chỉ chúng ta đi vào con đường bất chánh chỉ vào đường cong ngõ hẹp đây đều là việc rất bình thường chúng ta thấy rất nhiều nhưng đằng sau là trách nhiệm nhân quả khổng tử nói rất hay tri chi vi tri chi bất tri vi bất tri không thể làm mặt được không biết mà cho rằng mình biết như vậy là hại mình hại người như vậy phải chịu trách nhiệm về nhân quả tôi biết thì nói với quý vị không biết cũng không sao tôi học tiếp tôi đi sưu tầm tài liệu hiểu rồi tôi nói tiếp với quý vị không có gì mất mặt cả đây là thái độ học vấn chính xác nhất cái cuối cùng là tán loạn tán loạn chính là tinh thần ý chí không thể tập trung vọng tưởng và vọng niệm quá nhiều hiện tượng này trong xã hội hiện tại rất phổ biến trong mười mấy năm lại đây tôi phát hiện sinh viên vì tôi thường tiếp xúc với sinh viên Đến trường thấy sinh viên tâm tán loạn Người thật tâm đọc sách cầu học không nhiều Đa phần đều là đối phó với thi cử Đối phó với thi cử rất dễ giáo thọ bây giờ rất dễ dàng đề thi có thể nói trước cho quý vị cho nên tất cả đều đủ điểm thầy giáo cũng rất rõ ràng mục đích đến trường của quý vị là gì lấy văn bằng giúp quý vị dễ dàng lấy được văn bằng còn việc có học được kiến thức hay không thầy không chịu trách nhiệm mỗi người đều lấy thứ mình cần thầy giáo cần điều gì cần thời gian học phí cần công việc để nuôi gia đình mỗi người đều muốn thứ mình cần nên hợp tác qua lại hiện nay nhà trường đều như vậy đây là điều trước đây thầy phương chẳng qua lúc đó còn tốt nhưng đã có hiện tượng này tuy không phổ biến hiện nay rất phổ biến học sinh thời này không dạy được không có cách nào để dạy chúng ta không dễ dàng học sinh sẽ kiến nghị lên nhà trường không mời chúng ta dạy như vậy thì cuộc sống sinh hoạt của ta thành vấn đề rồi ngày xưa là học trò tôn trọng thầy bây giờ thì thầy giáo tôn trọng học sinh thật là điên đảo Cho nên tôi sợ không dám đến trường Đến Phật học viện cũng không dám dạy Hình như tôi dạy ở học viện khoảng 3-4 năm Sau đó không dạy nữa Như vậy là đã giới thiệu xong 20 loại tùy phiền não Nếu quý vị muốn hiểu tường tận có thể tham khảo tam tạng pháp số trong tam tạng pháp số mỗi điều đều có chú giải là một bộ tài liệu tham khảo rất tốt cho việc tu học phật pháp chúng ta đọc tiếp đoạn chú giải này Tiên chú viết Não Tâm sở danh Đây chính là tiểu tùy phiền não Tiểu phiền não địa pháp chi nhất Một trong mười tiểu tùy phiền não Vô minh, phóng vật giải đại, bất tính, hôn trầm, trạo cử, thử lục giả Danh vi, đại phiền não địa pháp Đại tùy có 8 loại Ở đây chỉ đưa ra 6 loại 8 loại chúng ta đều giới thiệu Vị tự kỷ nhân tự thân Tri ác sự Vì ác sự nhi bất cải Chấp trước chí bảo Bảo có nghĩa là mãn Đại thùy phiền não này Tự mình chẳng phải không biết 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 như thế nào Biết rõ nhưng vẫn cố ý phạm Không làm được Biết được tám loại này không tốt Đây là việc ác của chính mình nhưng vẫn cứ tùy thuận Kể Không thay quá. đổi được Chấp à, trước tôi, điều à, gì Chấp trước đến viên mãn Bất dụng tha nhân chi gián ngu Người khác khuyến cáo Nhiên, Chúng ta không tiếp nhận à, Trong quá khứ không. vẫn có người khuyến cáo hiện nay không có ai khuyến cáo cả vì sao vậy bởi hiện nay nếu khuyên nhủ là kết toán với họ họ hận chúng ta nên không ai dám khuyên nhủ ngày nay chúng tôi trong lúc giảng kinh giảng đến điều này nên đem nó giảng rõ ràng minh bạch cũng là khuyến cáo mọi người không phải chỉ định một ai đó Người nói không có sai lầm Người nghe cũng sẽ không trách cứ tôi Vì trong kinh nói như vậy Chư vị tổ sư đều nói như vậy Như cụ hoàng niệm tổ Chú thích bộ đại kinh giải này trong đó dẫn chứng 193 loại kinh luận Ông có thể nói đây đều là các bậc thánh hiền nói Không phải tôi nói Ông dụng tâm cực khổ à, cũng là làm chú giải tập đại thành khiến chúng ta từ trong cuốn sách này có thể nhìn thấy rất nhiều khai thị và giáo huấn của cổ nhân đảng tự ao não phiền muộn giả quả nhiên chính mình còn áo não phiền muộn hay nói cách khác người này còn chút lương tâm lương tâm chưa mất hết chỉ là tự mình cống cao ngã bạn bên ngoài chị như không tiếp nhận bất cứ lời khuyến cáo của ai tự cho mình là đúng nhưng vẫn còn chút lương tâm chưa mất hết lương tâm Hữu vi nhị thập tùy phiền não chi nhất Đây là đại tùy phiền não Bên dưới Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến Dành vì căn bản phiền não Tùng căn bản phiền não lưu xuất giả Dành vì tùy phiền não Tùy phiền não từ trong căn bản phiền não mà sanh khởi vị truy tưởng quá khứ chi hành sự hoặc do hiện tại chi sự vật bất mãn như ý Sự áo não chi tinh thần tác dụng giả đây là nói rõ nguồn gốc của tùy phiền não đại khái là tình trạng này nghĩ về quá khứ nghĩ về hiện tại nghĩ đến vị lai mà không biết rằng, trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc Vì thế, nghĩ những điều này để làm gì? Quá khứ thì đã qua rồi Đến khổng tử Trong các xử sự, đối nhân tiếp Phật cũng có câu danh ngôn ở trong thời đại hiện nay rất đáng cho chúng ta học tập chính là thành sự bất thuyết việc này đã làm xong không nên nói hay phê bình gì nữa những điều này đều chỉ cho việc không tốt không nói không nhắc đến nhưng việc tốt đương nhiên có thể tán thán điều đó không có gì để nói còn việc không tốt không cần phải nói Nói thêm kết oán thù Tọa sự bất gián Tuy việc này không tốt Nhưng họ đang làm Mà họ làm thì nhất định thành công Như vậy nên không cần khuyên họ Điều này rất có lý Trí vạn bất cửu Mọi việc bất thiện đã qua Thì không cần nhắc đến Không cần truy cứu Như vậy Mới có thể sống hòa mục với người khác Được người khác tín nhiệm Người ta thật sự là một người tốt Người có lương tâm Họ đang gặp chuyện không thể giải quyết Nên đến thỉnh giáo Như vậy thì quý vị có thể khuyên cáo họ Nếu họ không đến thỉnh giáo Thì tốt hơn là đừng nhắc đến Quan trọng nhất là lấy đức phục dân Lấy đức cảm phục người khác Giúp người hồi đầu hướng thiện Đặc biệt là ở trong tình thế như hiện nay Thiên tai nghiêm trọng Làm sao để độ mình làm sao để giúp người khác trên thực tế độ mình là việc lớn nhất giúp người khác vẫn là việc thứ yếu phương pháp chỉ có một là phương pháp đáng tin cậy phương pháp thành công chính là niệm phật cầu sanh tịnh độ ngoài ra thì nên buông bỏ hết vì sao vậy vì không còn kịp nữa bao nhiêu người khuyên chúng ta Đến các nhà khoa học Cũng đã đưa ra cảnh cáo nghiêm trọng Năm 2011 Năm 2012 Và năm 2013 Không dễ qua Dự tính trong 3 năm này Động đất rất nhiều Mà đều là trên cấp 7 Có thể xảy ra đại sóng thần còn núi lửa bộc phát thêm vào đó là bệnh dịch khí hậu biến hóa lương thực khan hiếm có nguy cơ lương thực nguy cơ nguồn năng lượng nguy cơ về nguồn nước nghĩa là không có nước sạch các nhà khoa học đưa ra họ có dữ liệu căn cứ những thứ này đều là chúng sanh tạo nghiệp bất thiện mà cảm vời ra là cộng nghiệp của chúng sanh đối với những điều này chúng ta cũng không cần nói nhiều chỉ nên siêng năng nỗ lực niệm phật sau khi chúng ta đọc sách này mới biết niệm phật đích thực có vô lượng công đức niệm phật thật có thể giải quyết được vấn đề lý luận ở trong kinh hoa nghiêm đặc biệt là chúng ta từng học một bài luận văn của hiền thủ quốc sư là tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán những đạo lý trong này nói với những điều các nhà lượng tử lực học ngày nay nói không có gì khác biệt ngày nay chúng ta hiểu được đạo lý niệm phật phương pháp niệm phật hiệu quả niệm phật chỉ cần chúng ta hành trì thì nó thật sự có lợi ích rất hiển nhiên khiến chúng ta bất luận ở trong hoàn cảnh nào của xã hội thuận cảnh nghịch cảnh thiện duyên ác duyên chúng ta đều có thể duy trì tâm bình thường giữ gìn tâm thanh tịnh đây là điều rất đáng nể không bị cảnh bên ngoài nhiễu loạn không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng công phu này không phải ai cũng làm được như vậy chúng ta học phật sẽ không uổng phí chúng ta xem đoạn sau của câu này Hậu duy thức phật ký Cuốn sách này là trước tác của Ngài Khuy Cơ Học trò Ngài Huyền Trang Khuy Cơ là người truyền thừa của Ngài Huyền Trang Pháp Tướng Tông do Ngài Huyền Trang truyền cho Ngài Và Ngài kiến lập Pháp Tướng Tông Kiến lập Tông Phái của Đại Thừa nên Tổ sư Khai Sơn Pháp Tướng Tông Là Ngài Quy Cơ Không phải là Ngài Huyền Trang Học trò Ngài Huyền Trang Kiến lập nên Tông Phái này Ngài Quy Cơ giải thích phiền Có nghĩa là nhiễu Làm xáo trộn Làm bất hòa Là ý của chữ phiền này Ý của não tức là loạn Trong lòng rất hỗn loạn đây là não ngài đã giải thích hình tướng của hai chữ này viễn ly não loạn chi hoàng cố viết vô chư não loạn điều này đối với người tổn thương rất lớn vì sao vậy người thường không biết đây cũng là điều ngày xưa tôi ngẫu nhiên phát hiện suốt đời thầy lý ăn ngày một bữa sinh hoạt cực kỳ đơn giản thầy có thể duyên trì suốt đời điều này chúng ta không thể không khâm phục một mình ở trong ngôi nhà nhỏ ở Đài Loan gọi là thập ngũ bình Tức là một ngôi nhà rất nhỏ Nhà thầy lớn khoảng bằng phòng thu hình này của chúng ta Phòng khách, chỗ thờ, chỗ nghỉ ngơi, nhà bếp đều ở trong đó Nhà thầy chỉ lớn bao nhiêu đó thôi Không tính phòng làm phía trước này của chúng ta Thầy ở mấy mươi năm Tự nấu ăn Tự giặt áo quần Tự mình chăm sóc mình 95 tuổi Mới đồng ý cho hai người học trò đến chăm sóc Ở đây nói lên điều gì Chứng minh thân thể tốt Không cần người chăm sóc Thực tế mà nói Thì thầy đã làm gương cho chúng ta Suốt đời chúng ta rất cực khổ Nhưng không ai quan tâm Hãy nghĩ đến Thầy cũng như vậy thôi như vậy tâm chúng ta sẽ bình thản trở lại Nếu Thầy từ lâu Như hiện nay thì đã làm rồi Làm trú trì Bà 40 tuổi ít nhất có bốn người thị giả chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho họ Chúng tôi 85 tuổi mà không có người nào Bình thường nói ra không ai tin Không có một người chăm sóc Nhưng khi nghĩ đến thầy Cảm thấy rất an ủi Thầy 95 tuổi mới cần người chăm sóc Đợi khi tôi 95 tuổi Có hai người đến chăm sóc là vừa Thầy đã làm tấm gương như vậy Để chúng ta noi theo Bây giờ không giống như ngày xưa Ngày xưa có gia giáo Lòng người nhân hậu Biết cách hiếu thảo cha mẹ Biết cách kính hiếu sư trưởng Hiện nay không còn không ai dạy Điều này phải nên dạy từ nhỏ Chứ sau khi lớn lên không dễ dạy Nên ở Đài Trung dạy học Người trên 40 tuổi thì thầy không dạy Thời, Thời gian tu học của quý vị đã qua Nhưng dưới 40 tuổi thầy sẽ dạy Hơn 40 tuổi đến tiền Thầy đều tiếp đãi như khách quý Bên dưới nói Nại chí đắc bức thoái chuyển Trừng chí thành Phật Cố vân trú bất thoái chuyện, Chí thành Phật đạo Vĩnh ly phiền não Phiền não làm tổn hại con người điều gì? Năng lượng chúng ta tiêu hao 95% tiêu hao vì phiền não Nếu tâm địa thanh tịnh Thì dù lượng công việc có lớn Năng lượng tiêu hao cũng rất ít Nên tôi phát hiện Suốt đời thầy Lý ăn rất ít Nhưng lượng công việc của thầy bằng 5 người làm Khi tôi theo thầy học Thầy đã 70 tuổi Tôi theo thầy 10 năm Từ năm 70 đến 80 tuổi Lượng công việc nhiều như vậy Mà ẩm thực rất ít như thế Nên tôi đã kết luận Và báo cáo với thầy Tôi nói thân thể chúng ta là một bộ máy Ăn uống là bổ sung năng lượng Tiêu hao năng lượng lớn nhất chính là vọng niệm Thầy hoàn toàn đồng ý Điều này rất chính xác Nên lao tâm, lao lực, tiêu hao năng lượng không nhiều Tiêu hao lớn nhất là phiền não Khi đoạn được phiền não Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng an vui Chỉ cần tiếp thu một chút năng lượng là đủ hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây